Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay bếp nhà Nguyễn Hảo sẽ làm món cá lóc hấp bầu nha. Rất là tuyệt vời luôn các bạn. Bây giờ cùng mời các bạn đi ra vườn hái bầu với nhà Nguyễn Hảo nha. Đây là cái dàn bầu của nhà mình ở trước cửa nè. Rất là tốt luôn các bạn, nó leo lên trên nóc nhà. Rất là khó hái luôn. Đó, nằm tuốt trên nóc nhà. Để ông chồng mình vừa mới hái xong rồi nó rớt một cái bụp. Nó có đằng mấy trái luôn á các bạn. Bầu ở nhà trồng cho nên là mình để cho nó bự. Các bạn muốn làm cá lóc hấp thì hấp bầu thì các bạn phải để cho trái bầu nó bự thì mình mới bỏ lọt con cá được. Thì con cá nó cũng bự các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Đây là cái con hai con cá lóc mình làm thịt sẵn nè, sạch sẽ rồi đó các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình hai con cá lóc nha, mổ sạch sẽ rồi. Tiêu xanh nghe các bạn, tiêu tươi nè, hai trái bầu nè, hành lá, nấm mèo. Đây là cái nguyên liệu chủ yếu để cho món cá lóc hấp bầu nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi ướp gia vị nha các bạn. Các bạn chuẩn bị đây cho mình là một muỗng hạt nêm đầy nè, một muỗng tiêu nhỏ nha, tiêu xay nha, rồi bột ngọt là một muỗng luôn nè, chút xíu muối thôi nha các bạn. Rồi các bạn cho vào đây một muỗng dầu điều cho mình nha, để cho nó lên màu cho nó đẹp nè, với để nó béo nữa. Nước mắm thì các bạn cho mình một muỗng rưỡi nha. Rồi các bạn bỏ vô đây cho mình là một muỗng rưỡi đường luôn, một muỗng tương ớt. Rồi các bạn bỏ cho mình rượu mai quế lộ nha, là một muỗng, cái muỗng mình ăn cơm bình thường nữa các bạn. Muỗng tiêu thì mình bỏ muỗng nhỏ. Rồi xong thì các bạn sẽ bỏ hành lá vào nha. Mình sẽ bỏ hành lá vào, mình trộn đều lên. Chút mình sẽ ướp vào cái con cá. Đó, tiêu xanh này các bạn cũng bỏ một ít vào thôi nha. Còn nữa mình sẽ để nguyên ở ngoài để khi nào ai ăn thích ăn thì lấy, còn không thích thôi mình bỏ vô nó dính tùm lum. Đây là cá lóc mình làm thịt sẵn nè. Bây giờ các bạn sẽ ướp cái gia vị vô cho mình nha. Đó, mình ướp ở trong ruột và hai bên cái chỗ mình cắt á, mình khứa để cho nó ngấm đó các bạn, ngấm gia vị vô nó mới ngon. Các bạn ướp cho mình. Mình ướp xong rồi mình để đó, mình sẽ đi cắt bầu nha các bạn. Bầu thì các bạn nhớ là sẽ chọn cái tư thế mà để cho trái bầu nó nằm, nó không bị nghiêng nha. Xong rồi mình sẽ cắt một nửa to nửa nhỏ để mình làm cái nắp ở trên thì nhỏ, còn cái thân ở dưới thì nó bự để đựng con cá lóc được dễ hơn mà nó không có bị chảy nước ra ngoài các bạn. Các bạn lấy cái dao khía thì mình lấy lên nó rất là dễ nè. Và nó đẹp nữa. Xong rồi mình sẽ lấy muỗng mình nạo sau, như vậy thì nó sẽ có cái khuôn khổ nó đẹp hơn là mình lấy muỗng nạo từ đầu rồi nó không có thẳng đẹp. Đó, các bạn cứ khứa hai bên là nó rớt ra. Còn phần ở giữa dưới thì mình sẽ lấy muỗng mình nạo sau nha. Đó, các bạn chỉ cần lấy muỗng nạo sơ nữa là nó lên đẹp thôi. Chứ mình làm giống kiểu mà đang làm cái hòm cho con cá nó vô nó ở. Các bạn sẽ làm cho hết ra hai trái bầu y vậy cho mình. Nửa nhỏ mình cũng khoét lỗ luôn, mình khoét cho hết cái ruột ra. Trái bầu này nó bự cho nên là cái ruột nó cũng bự đó các bạn. Thì nhét con cá nó mới vừa. Bầu nó cũng hơi già rồi, còn bình thường như bầu mà người ta bán ngoài chợ là cái ruột nó còn non, còn đặc, còn nhỏ lắm, mà trái nó cũng nhỏ nữa. Cho nên là mình không thể nhét cái con cá lóc vô được. Đó, mình làm bầu xong rồi các bạn sẽ đi rửa nấm mèo cho mình nha. Mình rửa nấm mèo xong mình cắt cái đầu của nó đi để mình rửa sạch sẽ lại nè. Xong mình sẽ sắc nhuyễn ra nha.
She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. Bây giờ mình sẽ đi bỏ cá lóc vào bầu nha các bạn. Các bạn sẽ bỏ con cá lóc vào xem nó có vừa không. Nếu mà không vừa thì các bạn khoét thêm nha. Khoét thêm để cho nó vừa con cá lóc nè. Cá lóc thì mình hồi nãy mình ướp rồi đó, bây giờ mình sẽ ướp thêm nè. Mình bỏ nấm mèo vào, mình trộn rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ nhồi nấm mèo vào giữa cái ruột cá. Xong rồi mình sẽ nhét những cái chỗ nào mà nó còn rộng đó các bạn. Xong rồi các bạn sẽ trang trí thêm hành lá nè, thêm ớt rồi. À, thêm các cái nấm mèo còn dư đó các bạn bỏ vô cho đầy đủ nha. À, hồi nãy cái con trái kia thì mình bỏ cái con nó lật ngựa, bây giờ mình sẽ bỏ cái con cá này lật ốp lại. Mình nhét gia vị nó vô cái ruột, cái bụng cá, xong rồi mình sẽ lật ốp con cá lại nha các bạn, để cho nó thấm hết gia vị từ dưới lên trên nè. Xong rồi các bạn sẽ trang trí hành lá rồi tiêu xanh gì bỏ vô nha. Chuẩn bị mồi nhậu rất là hoành tráng luôn á các bạn. Bây giờ mình sẽ trang trí thêm cho nó đẹp, cho nó hấp dẫn nè. Mình quên bỏ tiêu xanh nè. Các bạn bỏ hành lá vô nè, rồi mình bỏ trái ớt á. Đó, mình bỏ thêm vô cho nó đẹp. Các bạn sẽ đi buộc dây lại cho mình nha. Các bạn chuẩn bị cho mình cái dây lá dứa. Lá dứa cho nó thơm á các bạn. Thì mình sẽ nhúng vào cái nước nóng cho cái cọng lá dứa nó héo lại nè. Hoặc là mình sẽ đem hơi khói, hơi lửa các bạn. Để cho cái cọng dây dứa này nè, nó héo lại, nó dai mà nó không bị giòn, nó không có đứt nha. Xong rồi mình sẽ buộc lại. Các bạn buộc lại từng trái cho mình để khi lấy ra cho nó dễ nè. Còn buộc hai trái thì nó hơi khó rinh ra, nó nặng quá. Với là cái lá dứa hơi ngắn. Thì mình sẽ buộc lại, mình cắt buộc hai đầu lại nha. Sau đó thì mình sẽ đem đi hấp nè. Đó, mình buộc cho nó có nơ luôn nha các bạn. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. Đây, lửa ông xã mình đang nhóm lửa các bạn. Vừa nhóm lửa vừa rủ bạn nhậu rồi đây. Đó, các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi bự nè. Rồi bỏ nước và bỏ cái rễ xuống dưới để mình đặt cái mâm cá lên mình hấp nha. À, chuẩn bị củi nha các bạn. Nước mà khi mà nó nóng nóng lên rồi thì các bạn sẽ bỏ cái dĩa bầu vô để mình hấp.
Đây là mình hấp được khoảng 5 phút hơn rồi các bạn, nó sôi rồi các bạn. Đó, mình sẽ chờ và khi nào mình lấy cái chiếc đũa mình xóc thử trái bầu mềm là nó chín nha. Nước mắm mình chuẩn bị sẵn nè các bạn, nước mắm chua ngọt nè, ngọt ít mà mặn nhiều nha. Thì mình chấm cho nó đậm đà, các bạn bỏ ớt, tỏi, đường, bột ngọt, nước mắm, đó, nước lọc. Rất là ngon luôn. Lúc này thì bầu của mình đã chín rồi đó các bạn. Đó, nó hấp được khoảng 20 phút. 20 phút là nó chín rồi các bạn. Mình lấy ra hơi khó tại vì cái nồi với lại cái mâm bầu nó hơi dính với nhau nè. Đó, thợ nhậu tới rồi các bạn. Mình nhờ các lực lượng, các bác nhậu để hỗ trợ mình rinh cái mâm bầu ra. Rồi, tuyệt vời chưa? Rượu có sẵn nha các bạn. Nước mắm có sẵn nè. À, bây giờ thì mình mở cái dây lá dứa ra và mình chiến thôi nha các bạn. Các bạn xem mà có hấp dẫn, có ngon không nha. Mình hấp như thế này á, thì cái cá và cái bầu nó ra nước, nó nằm trọn vào trái bầu. Cho nên là vừa cá vừa bầu nó rất là ngọt luôn. Vừa ngọt cá vừa ngọt bầu luôn nha các bạn. Đó, thành phẩm của mình nha. Hành lá tiêu xanh nè, ớt nè, mình bỏ vào cho nó hấp dẫn nha. Rồi, nước đá 1 ca, rượu 1 ca luôn. Xin mời cả nhà dùng bữa với nhà mình nha. Như vậy là cái video mình chia sẻ đã xong rồi đó các bạn. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Tạm biệt nha. Để lên rồi cho mình lặt. Để trên con trái bầu luôn cũng được. Rồi vô.